Vịnh miền Tây ST mến chào quý cô chú anh chị và quý khán giả gần xa đang xem kênh của Vịnh miền Tây ST nha. Thì hôm nay là ngày anh em vận động viên tập luyện trên vàng, như là cũng như là chưa khởi động xuống vàng giáo nha cả nhà. Thì anh em tập bữa nay là ngày thứ bảy đó, thì anh em tập trên vàng để kéo tạ nha cả nhà. Đây thì anh em bây giờ đang họp mặt để kiểm tra anh em nào vắng, đây, anh em nào đến đông đủ thế nha. Thì hôm nay á mình đến để muốn chia sẻ về vàng tập tạ trên bờ nha. Đó thì vàng cái bên đó cả nhà. Đây thì bây giờ thì anh em khởi động màn đầu tiên nha cả nhà. Đây, thì mới vừa rồi thì như là làm cho bả vai mình cho nó giãn gân ha cả nhà. Đây, thì bây giờ đang quơ tay nha. Đây, thì anh em tập tí xíu thì sẽ như là kéo tạ nha cả nhà, cũng giống như bơi vậy đó. Đấy, thì giờ thêm như là cái màn vơ vơ để cho tay mình dẻo dai nha. Đó đi thì các anh em vận động viên đến cũng rất là đông nha. Thì hôm nay nữa là ngày tập được 7 ngày ha, tức là ngày thứ bảy luôn ha cả nhà. Rồi tới màn khác đó cả nhà ơi. Đó thì anh em đang khung lên khung xuống để cho dặn sân sóng nha. Thì như là hết hiệp này sẽ bắt đầu kéo tạ nha cả nhà. Đó, cái màn kéo tạ nha. Thì vàng thì đã làm xong rồi, làm vàng trên bờ nha. Còn ngày mai có thể là xuống vàng dưới nước để bơi luôn á cả nhà. Thì ngày mai có thể là mình đến để mình chia sẻ cho cả nhà mình xem tiếp tục nha. Giờ các anh em vận động viên đã vô vào vị trí để chuẩn bị tập kéo vàng kéo tạ nha. Đây thì giờ vận động viên đã sắp xếp xong hết cả nhà. Thì anh em chuẩn bị kéo nha. Thì mời cả nhà mình cùng chiêm ngưỡng đội ghe ngô của chùa Lộ Mới tập luyện như thế nào nha. Nào bây giờ chúng ta cùng theo dõi nha cả nhà. Đây thì anh em chuẩn bị sẵn sàng nha. Đó để huấn luyện viên thổi còi xong sẽ kéo cái màn kéo tạ nha. Giống như bơi dưới nước vậy đó cả nhà. Nhưng mà cái tạ đó là một cục hình như là 7-8 kg gì đó. Đó, cục thấy cũng nặng lắm cả nhà ơi. Đó, giờ đang kéo ha. Thì huấn luyện viên đứng để thổi còi ở chính giữa, thì coi anh em nào kéo không đều thì la, thì như là la cho anh em kéo để cho đều đặn hơn nha cả nhà. Rồi, luôn cao đó, bình luôn.
Rồi thì bây giờ anh em đã hết hiệp 1 ha cả nhà. Tí xíu sẽ thay đổi cho anh em như là chưa vô bơi, chưa vô kéo tạ đó, thì giờ thay thế cho anh em mới nha. Đây. Thì giờ anh em mới đã vô kéo được ca cũng như là không có đầy giờ không ha. Cũng tầm thiếu cũng vài người nữa cả nhà. Nhưng mà anh em cũ sẽ vô phụ thêm vài người. Đó thì giờ hiện tại đang kéo cái màn 1 và hiệp 2 nha. Đây. Thì tức là anh em mới cũng mới bắt đầu vào tập luyện thì nói chung chưa có thành thạo cho lắm nha. Thì mới rồi anh em chuẩn bị đi ra tập thì cũng trời mưa cũng hơi to đó cả nhà, thì lúc đó thì nhắc ngang tí rồi. Thì bây giờ mình tranh thủ để ghi màn hình cho cái nhà mình xem nha. Cố lên, cố lên.
Giờ tiếng còi của huấn luyện viên đã vang còi lên để cho anh em kết thúc hiệp 2 nha, tức là đội 2 luôn cả nhà. Đây thì cổ động viên và vận động viên cũng ngồi đang xem anh em vận động viên tập như thế nào nha. Thì mới vừa rồi cũng đội 2 tập hết hiệp 2 rồi cả nhà. Thì cũng bây giờ bắt đầu cũng là đi, thì bây giờ đang tập hiệp 3 đó cả nhà. Thì anh em vận động viên cũng cố gắng hết sức để thi đấu để năm 2023 sắp tới nè, anh em sẽ cố gắng hết sức, bởi vì là nhà chùa cũng đã đóng được chiếc ghe mới, anh em nào cũng phấn khởi hết đó cả nhà. Thì anh em cũng cố gắng hết sức nha. Đây thì cổ động viên đang đứng xem cũng rất là đông nha. Thì cổ vũ cho anh em vận động viên tập bơi như là tập kéo tạ trên vàng. Oh!
Bây giờ cũng hiệp 3 gần kết thúc á cả nhà. Thì hiệp 3 cũng là đội 1 á cả nhà. Thì giờ tiếng còi của huấn luyện viên đã kết thúc tiếng còi. Thì anh em cũng nghỉ xả hơi tí xíu. Thì anh em sẽ giải lao. Thì Vĩnh cũng xin khép video tại đây. Thì Vĩnh cũng kính chúc cho các anh em vận động viên được ngày mới tốt lành nha, và luôn luôn lúc nào Vĩnh cũng kính chúc cho tất cả anh em được nhiều may mắn và thành công trong mùa giải sắp tới nha.